Tờ Evening Standard dẫn nguồn tin tình báo Ukraine cho biết, cái máy bay không người lái, tức UAV của nước này đã tấn công căn cứ không quân Angles tại tỉnh Saratov của Nga vào rạng sáng 20 tháng 3. Căn cứ này có phi đội máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga. Ukraine đã đánh giá thiệt hại từ vụ tấn công. Tỉnh trưởng Saratov Roman Pusachin cho biết, các UAV Ukraine đã bị bắn hạ gần thành phố Angles, nhưng không nêu rõ thiệt hại. Căn cứ Angles nằm cách thủ đô Moscow 730 km về hướng đông nam và cách biên giới Ukraine gần 500 km. Hồi tháng 12 năm 2022, một vụ tấn công bằng UAV tại căn cứ này khiến 3 quân nhân Nga thiệt mạng. Năm ngoái, xuất hiện thông tin và hình ảnh cho thấy Nga vẽ hình các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS lên các bãi đổ tại căn cứ Angles. Giới quan sát cho rằng hành động này nhằm đánh lừa những phương tiện tấn công của đối phương. Bộ Quốc phòng Anh ngày 20 tháng 3 đăng hình ảnh cho rằng Nga cũng đang áp dụng cách làm tương tự tại cảng Novorossiysk ở miền nam nước này, gần bán đảo Crimea. Hình ảnh cho thấy Nga đã vẽ một chiếc tàu ngầm lên bến cảng bên cạnh chiếc tàu thực, có thể nhằm đánh lừa lực lượng điều khiển UAV của Ukraine. Học thuyết quân sự của Nga nhấn mạnh việc sử dụng các kỹ thuật ngụy trang và đánh lừa, thường được gọi là Maskirovka, nhằm tăng cường khả năng sống sót của lực lượng Nga cũng như che giấu ý định hoạt động. Lực lượng Nga nhiều khả năng đang có những nỗ lực tăng cường và cải thiện việc áp dụng kỹ thuật Maskirovka nhằm giảm thiểu thiệt hại nặng trong 2 năm qua tại hạm đội Biển Đen và lực lượng không gian vũ trụ, Bộ Quốc phòng Anh thông báo. Theo London, những hình vẽ máy bay được phát hiện tại chính căn cứ không quân Nga. Các tàu thuộc hạm đội Biển Đen cũng được quét sơn đen lên một phần nhằm khiến tàu chiến trông nhỏ hơn và trở thành mục tiêu kém hấp dẫn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.